Rất vui được gặp lại các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Chúc các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe. Sau đây Tăng sẽ quay đoạn video trong tiệc cưới trầu keo 2 ở Quy Nhơn. Mời các bạn đón xem. Cô cô dâu xinh đẹp, Phương Thảo và chú rể Ngọc Hà lần đầu tiên thân mặt trong hai bên gia đình cô dâu và chú rể trân trọng gửi tới toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong văn phòng ngày hôm nay lời chúc sức khỏe hạnh phúc và lời chào.